Sau những sự đầu tư mạnh của câu lạc bộ Hà Nội và đặc biệt là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, trận siêu cúp quốc gia 2019 giữa hai thế lực của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại sẽ rất đáng được mong chờ. Hãy cùng Nextsport chọn ra siêu đội hình 11 cầu thủ kết hợp giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nhé. 1. Thủ môn Nguyễn Văn Công. Phong độ ổn định của thủ thành gốc Nghệ An đã đóng góp một phần không nhỏ vào chức vô địch của Hà Nội FC tại V-League 2019. Anh ra sân 24 trong tổng số 26 trận, để lọt lưới 24 bàn, trong đó có 9 trận thủ môn sinh năm 1992 giữ sạch lưới. Mặc dù thủ thành thanh thắng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chỉ để lọt lưới 23 bàn, tuy nhiên số lần ra sân của anh chỉ là 21 trận, ít hơn 5 trận so với Văn Công. Vậy nên vị trí trong khung thành của siêu đội hình này chắc chắn sẽ thuộc về thủ môn của Hà Nội FC. 2. Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn. Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn đã có một mùa giải vô cùng đáng nhớ cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là trụ cột nơi hàng thủ của đội bóng này với 25 lần ra sân, ghi được một bàn thắng, qua đó đóng góp không nhỏ vào thành tích để lọt lưới ít nhất của nhà đương kim Á quân V-League 2019 với chỉ 29 bàn thua. Màn trình diễn ấn tượng tại V-League 2019 đã giúp Hữu Tuấn có mặt trong nhiều đợt tập trung gần đây cùng đội tuyển Việt Nam. 3. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Tuyển thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có một mùa giải thành công với câu lạc bộ Hà Nội. Cầu thủ sinh năm 1996 đã có một vị trí vững chắc trong hàng phòng ngự của nhà đương kim vô địch V-League 2019 trong những mùa giải gần đây. Ra sân 22 lần, trong đó có 8 trận giúp đội nhà giữ sạch lưới, chắc chắn Duy Mạnh sẽ cùng với Hữu Tuấn tạo thành cặp trung vệ thép trong siêu đội hình này. Là 4. Hậu vệ cánh trái Nguyễn Công Thành. Ở vị trí hậu vệ trái, không có cái tên nào xứng đáng hơn Nguyễn Công Thành. Hậu vệ gốc Bến Tre chính là một trong những nhân tố chủ chốt trong hành trình giành ngôi Á quân V-League 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh. Suốt mùa giải vừa qua, Công Thành đã ra sân tổng cộng 20 trận, ghi được 2 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ chấn lĩnh khung hành lang cánh trái của mình. 5. Hậu vệ cánh phải Trần Văn Kiên. Khả năng lên công về thủ nhịp nhàng chính là điểm mạnh của Trần Văn Kiên. Thi đấu vô cùng ổn định suốt mùa giải qua, hậu vệ xứ Nghệ đã chiếm luôn một vị trí chính thức trong đội hình ra sân của Hà Nội với 23 lần, ghi được một bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo thành bàn. 6. Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Đỗ Hùng Dũng đã duy trì một phong độ vô cùng ổn định suốt mùa giải qua. Không chỉ thể hiện xuất sắc vai trò của mình ở khu trung tuyến của Hà Nội FC, tiền vệ 26 tuổi cũng luôn biết cách hỗ trợ đồng đội của mình ở mặt trận tấn công. Đỗ Hùng Dũng đã ra sân tổng cộng 24 lần tại V-League 2019 và ghi được 3 bàn thắng. Anh đang có nhiều lợi thế trong cuộc đua tới danh hiệu quả bóng vàng 2019. 7. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải. Vị trí tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất V-League 2019 do VPF bầu chọn là sự khẳng định chắc chắn để Quang Hải có tên trong danh sách này. Tuyển thủ đội tuyển Việt Nam thi đấu 24 trận và có được 8 bàn thắng. Anh đã duy trì phong độ ấn tượng ở giai đoạn lượt về V-League 2019 cũng như trong MLS các cấp độ đội tuyển Việt Nam. 8. Tiền vệ trái Nguyễn Văn Quyết. Trong suốt giai đoạn lượt đi, Văn Quyết đã không thể hiện được gì nhiều vì chấn thương. Tuy nhiên, đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội đã thi đấu cực kỳ bùng nổ kể từ lượt về. Sự tinh quái và kinh nghiệm trận mạc là điều mà Văn Quyết luôn có. Suốt mùa giải vừa qua, Văn Quyết mặc dù chỉ ra sân 15 trận nhưng đã ghi đến 9 bàn thắng, một con số cực kỳ ấn tượng. Và một sự chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ một. Không phải là một pha bắt lê bằng ngu mà một pha ép lòng. 9. Tiền vệ phải Trần Phi Sơn. Mặc dù dành phần lớn thời gian để điều trị và phục hồi sau chấn thương, tuy nhiên cầu thủ người Nghệ An đã trở lại và có bàn thắng trong 2 trận đấu cuối cùng tại V-League 2019. Đến thời điểm hiện tại, Phi Sơn đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng cùng Thành phố Hồ Chí Minh chinh phục những mốc son mới trong sự nghiệp. 10. Tiền đạo Pape Oma. Pape Oma đã trải qua một mùa giải thành công trong màu áo Hà Nội FC. Là ngôi nổ chính của đội bóng thủ đô,
Chân sút người Senegal đã duy trì một phong độ tương đối ổn định khi đã nổ súng 15 lần cùng với 8 đường kiến tạo thành bàn, góp công vào chức vô địch V-League 2019 của Hà Nội FC. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở về Việt Nam và thi đấu trong màu áo thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Công Phượng chắc chắn sẽ là cái tên được kỳ vọng nhất trong màu áo nhà đương kim Á quân V-League 2019. Sau những ngày tháng tập luyện tại châu Âu, chắc chắn Công Phượng sẽ tích lũy cho mình những kinh nghiệm quý báu. Hy vọng rằng anh sẽ sớm lấy lại phong độ và thi đấu thật tốt trong mùa giải mới. Trước mắt là trận sơ cúp quốc gia 2019 sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 2 tới đây.